Ngày 30 tháng 4, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1, tiếp tục đón hơn 800 người dân du khách tham quan, bao gồm các cựu chiến binh, văn nghệ sĩ đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước cũng như khách quốc tế. Đặc biệt trụ sở đã đón vị khách 96 tuổi, Trung tá Nguyễn Văn Thành, thương binh, ngụ ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, cùng gia đình vào tham quan. Gia đình ông Thành cho biết theo truyền thống, sáng ngày 30 tháng 4 hàng năm, mọi người đều đưa ông tham quan hội trường Thống Nhất. Nhưng năm nay, được biết trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa đón khách, nên gia đình đưa ông đến tham quan nơi đây. Đáng chú ý, sáng ngày 30 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã có mặt tại trụ sở chào hỏi và chụp ảnh với khách tham quan, đồng thời lắng nghe ghi nhận các góp ý tâm huyết đối với chương trình tham quan. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua 2 ngày tổ chức, trụ sở đã đón 51 đoàn với gần 1.500 khách trong nước và quốc tế. Sáng ngày 1 tháng 5, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh An Giang, cho biết mưa lớn kèm dông, lốc xoáy và sét những ngày gần đây đã làm một người chết và gây thiệt hại nhiều nhà cửa của người dân. Cụ thể, chiều ngày 28 tháng 4 tại xã Phú Thành, huyện Phú Tân, xảy ra mưa lớn kèm theo dông, sét, làm một nạn nhân sinh năm 1981, trú tổ 1, ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, đang cấy lúa tại ruộng thiệt mạng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự xã Phú Bình đã đến hỏi thăm động viên và trao hỗ trợ bước đầu 1 triệu đồng cho gia đình có người thiệt mạng. Theo Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Thanh Oai vừa khởi tố đối tượng Phạm Tường Nga, sinh năm 1992, trú tại Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2019, khi ở xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Phạm Tường Nga tự xưng mình từng công tác tại Bộ Công an, nên có nhiều mối quan hệ quen biết. Tin lời đối tượng, một số người dân đã đưa tiền để nhờ Nga chạy án. Trong đó, chị H, sinh năm 1987, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, đã chuyển vào tài khoản của Nga số tiền 300 triệu đồng. Anh H, sinh năm 1980, trú tại Thanh Oai, Hà Nội, đã chuyển vào tài khoản của đối tượng 170 triệu đồng và 150 triệu đồng viết giấy biên nhận. Phạm Tường Nga còn một biệt danh khác là Michio Phạm Nga. Người phụ nữ này sở hữu trang YouTube cá nhân tên Phạm Nga Dubai Pharmacy với hơn 70.000 người đăng ký. Các video gần nhất bị can này đăng trên trang là cảnh hầu đồng. Còn trước đó, Nga từng có màn tranh cãi nảy lửa với bà Nguyễn Phương Hằng. Theo Công an tỉnh Hòa Bình, sáng ngày 30 tháng 4, Công an phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình tiếp nhận tin báo của người dân cho biết, tại cửa hàng chăn ga gối đệm Hòa Lân thuộc tổ 13 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình đã xảy ra vụ việc hai vợ chồng tiểu thương là anh L, sinh năm 1969 và chị H, sinh năm 1974, tử vong trong tư thế treo cổ, chưa rõ nguyên nhân. Nhận được tin báo, Công an thành phố Hòa Bình phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hòa Bình khẩn trương xuống bảo vệ khám nghiệm hiện trường. Người dân sinh sống trong khu phố cho biết thêm, hai vợ chồng chủ cửa hàng Hòa Lân đều là người vui vẻ hòa đồng, bán hàng có tâm và rất đông khách. Thời gian gần đây không thấy xích mích hay mâu thuẫn với ai. Mới đây, lãnh đạo Viettravel, Viettravel Airlines, TST Tourist, Du lịch Việt đã phát đi cảnh báo một số đối tượng sử dụng hình ảnh, thương hiệu công ty để chào mời các tour lễ, tour hè trong nước và quốc tế hoặc tuyển dụng việc nhẹ lương cao. Anh Nguyễn Văn Quân, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bức xúc phản ánh: "Cách nay ít ngày, tôi đi tour 6 ngày 5 đêm, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình, Sa Pa có giá chưa tới 7 triệu đồng của một doanh nghiệp nhỏ. Nếu so sánh mặt bằng chung, giá tour của tôi rẻ hơn từ 3 đến 5 triệu đồng một người. Tuy vậy đi mới biết đồ ăn dở, nhiều lần ăn trúng cơm còn nguyên hạt gạo, phòng ngủ tệ, lộ trình tour bị cài cắm nhiều chương trình mua sắm trong khi tôi không có nhu cầu." Bộ Công an cũng mới phát đi cảnh báo về việc lợi dụng tâm lý muốn đi du lịch giá rẻ của một bộ phận người dân. Các đối tượng tội phạm đã gia tăng hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều hình thức. Ví dụ như đăng tải bài viết quảng cáo bán tour du lịch,
phòng khách sạn giá rẻ trên mạng Internet và mạng xã hội với các tiện ích kèm theo, đề nghị nạn nhân chuyển tiền đặt cọc từ 30% đến 50% giá trị để chiếm đoạt tiền đặt cọc, hoặc làm giả website fanpage của công ty du lịch uy tín, làm giả ảnh chụp biên lai, hóa đơn thanh toán và đề nghị nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí tour du lịch. Theo kết quả thăm dò công bố ngày 1 tháng 5, do Diễn đàn Kinh tế Thế giới thực hiện, khoảng 1/4 số việc làm hiện nay sẽ thay đổi trong 7 năm tới. Báo cáo Tương lai việc làm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết đến năm 2027, khoảng 69 triệu việc làm sẽ được tạo ra và 83 triệu việc làm bị hủy bỏ, dẫn tới sự sụt giảm ròng 2% thị trường lao động hiện nay. Thăm dò dựa trên số liệu từ khoảng 800 công ty đang tuyển dụng hơn 11 triệu người lao động và sử dụng dữ liệu của 673 triệu việc làm. Các vị trí việc làm sẽ giảm nhanh nhất là giao dịch viên ngân hàng, nhân viên thu ngân, những công việc có thể được tự động hóa. Trong khi đó, nhu cầu về các chuyên gia học máy AI và chuyên gia an ninh mạng dự báo sẽ tăng trưởng mạnh.